Em mua xe của ông anh Hà Nội quá. Đây anh ấy nhá. Mua của bác vui vẻ cái là cũng sướng. Đây anh nhá, em về đây ạ. Em vừa mua một chiếc xe phải nói là rất đẹp luôn. Bác chủ xe làm quả nhà như Mobi Home này. Đấy, chuyên chỉ để gọi là đi ăn chơi nhảy múa thôi. Đấy, anh chị mà đang kết cái dòng xe Ford Transit đời 2012 mà đẹp như này thì alo cho em nhé. Xe phải nói là đẹp luôn, cửa điện đầy đủ này, ghế này. Xe này phải nói là em đi mua nhiều xe du lịch chưa chắc đã đẹp bằng con Hoán Cải này. Vì bác mua Hoán Cải này bác chỉ để đi chơi thôi nên nó rất là đẹp. Quá đẹp luôn anh chị ạ. Màn hình này. Xe cái số anh 34 vạn. Máy cam zin anh chị nhá, máy cam zin. À, đấy anh chị thấy chưa? Xe phải nói là nó quá đẹp, quá chất, mà em mua chắc bị nhầm giá anh chị ạ. Nên là anh chị cô nếu mà có mua thì điện cho em để em thông tin lại, chứ cái xe này mà đi chơi picnic với lại thứ nào ok đấy anh chị ạ. Đây Hà Nội nhá. Đấy, chuẩn bị đi Vành đai 3. Xin chào các bác nhá.